Thiền để cảm thấy an toàn trong sự hiện diện của Thượng Đế. Thanh Hải, Vô Thượng Sư khai thị Thiền Tứ tại Florida, Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 2 năm 1999, nguyên văn tiếng Anh, văn thâu hành số 635, phần 1. Điều quan trọng nhất trên đời này là tìm trí huệ bên trong chính mình. Không cần phải ngồi nói chuyện về Thượng Đế này nọ, bởi vì càng nói về Thượng Đế, chúng ta càng xa cách Thượng Đế, do đó quý vị hiểu được điều gì cũng tốt. Nhưng hãy giữ kín cho mình, bởi vì ngày mai quý vị có thể hiểu khác, cho nên chỉ tự khám phá cho chính mình và hưởng thụ chúng. Không có một định nghĩa duy nhất về Thượng Đế, và không có điều gì chúng ta nên nói về Thượng Đế. Tôi không biết đã có ai định nghĩa được Thượng Đế, ngay cả trong cảnh giới cao đẳng. Tại sao chúng ta phải thắc mắc về ông già đó? Chúng ta đã tốt đẹp rồi. Mọi người cười. Ông ta có hiện hữu hay không? Ai cần? Chúng ta đến đây có thức ăn gia trì, ngủ và thỉnh thoảng có chương trình văn nghệ. Như vậy tốt rồi, phải không? Bởi vì dù sao Thượng Đế cũng hiện diện khắp nơi. Ai cần biết chúng ta sẽ chết nơi nào, khi nào, sẽ đi đâu hoặc sẽ làm gì? Con cá có lo là nó sẽ văng ra khỏi đại dương hay không? Con cá có sợ rằng nó sẽ bị hết nước hay là bơi lộn hướng vào lộn nước hay không? Không, nó đã ở trong đại dương rồi. Tất cả đều tốt đẹp, chúng ta rất an toàn, chúng ta thiền, suy nghĩ và vân vân. Chỉ để nhớ rằng chúng ta đã rất an toàn, bởi vì chúng ta quên, rồi chúng ta lo lắng, suy nghĩ. Trời ơi, Thượng Đế ở đâu? Và rồi, tôi sẽ đi đâu? Liệu Ngài sẽ đến gặp tôi, hay tôi sẽ lên thiên đàng để gặp Ngài? Bởi vì chúng ta không biết rằng mình đã ở trong sự hiện diện của Thượng Đế. Bất cứ chúng ta làm gì và ở đâu đều trong sự hiện diện của Thượng Đế. Chỉ là chúng ta quá bận rộn với công việc vật chất của mình, rồi đâm ra lo sợ trước lực lượng vật chất. Tới khi đó, chúng ta đã kiệt lực, cho nên cần phải quay trở vào bên trong để thiền và suy nghĩ, để nhớ lại mình ở đâu, rồi chúng ta sẽ hết sợ, sẽ an toàn trở lại. Giống như con cá, nó phải đứng yên một lúc, rồi sẽ nhớ lại. Ồ, phải rồi, ta vẫn còn trong đại dương, ta chưa hề đi đâu, ta chưa từng lạc lối, đại dương lúc nào cũng ở quanh ta. Ta chưa bao giờ mất liên lạc với đại dương, nó ở bên trong, bên ngoài và chung quanh ta. Nó là ta sinh ra từ đại dương, dù rằng ta nhìn có vẻ khác, nhưng ta đến từ đại dương, ta sống trong đại dương. Và nếu đi ra từ đại dương, thì ta sẽ trở lại đại dương, có thể là trong một hình dạng khác. Nhưng ta vẫn từ đại dương, bên trong đại dương, rồi con cá cảm thấy yên tâm. Cho nên, đó là mục đích của thiền định, biết rằng quý vị là con cá. Giáo lý chọn lọc. Quý vị rất có phước báo, có nhiều ân điển để gặp được thời kỳ này. Quý vị có cơ hội cùng với Thượng Đế, vinh quang cùng Thượng Đế, chẳng những là vinh quang của địa cầu này, mà còn là sự vinh quang của toàn vũ trụ. Quý vị chính là Thượng Đế, vai trò dù nhỏ cũng là Thượng Đế, bởi vì quý vị đã góp phần vào sự chuyển biến và nâng cao tâm thức của toàn vũ trụ. Quý vị sẽ là thế hệ được đón chào nồng nhiệt nhất tại bất cứ hành tinh nào quý vị đến. Quý vị sẽ kết thúc toàn thể kinh nghiệm là một tình thương bao la vĩ đại, và tình thương này sẽ được trải rộng khắp cả vũ trụ. Kết quả tuyệt diệu nổi bật là vì điều này, là vì sự trải rộng tình thương. Nói cho quý vị lần nữa và cũng là lần cuối, quý vị không xấu. Mặc dù có nhiều thói quen xấu nhưng quý vị không có xấu. Đó chỉ là đầu óc, bộ máy điện toán của mình thâu vào mọi thứ rồi đem ra chơi lại. Đừng bao giờ đồng hóa mình với tất cả những thói quen không tốt đó. Quý vị thật tình tốt, miễn sao làm theo những điều mà quý vị được dạy trong lúc truyền tâm ấn, tọa thiền mỗi ngày để trưởng dưỡng linh hồn, chỉ làm bấy nhiêu thôi. Tất cả những cái khác cũng chỉ là trên mặt. Biển không có sóng, sóng xuất phát từ gió và sự vận chuyển của tinh cầu. Quý vị là biển, luôn luôn bình lặng và xinh đẹp. Một ngày nào đó, quý vị sẽ ngộ ra rằng mình thật sự là hoàn mỹ. Dù có làm điều gì sai thì cũng là sai một cách hoàn mỹ. Chỉ có sự việc ấy là sai.
Nhưng có thể ngay cả sự sai lầm đó phải xảy ra như vậy để đưa đến một việc khác. Nhiều khi mình phải trải qua những tình trạng kêu bằng sai để gặp đúng người hoặc đúng việc. Thật sự nó là như vậy. Thành ra, hãy đặt mình vào tay Thượng Đế rồi cố gắng hết sức, vậy thôi. Đừng bao giờ khiển trách mình và cũng đừng bao giờ nghĩ xấu về mình, bởi vì quý vị là Thượng Đế. Những cái này chỉ là thói quen xấu mà thôi, nếu không thích thì bỏ nó đi. Lực lượng của chúng ta mạnh nhất trong khi cộng tu. Vài người cộng tu với nhau cũng có thể tạo ra rất nhiều lực lượng, nhưng dĩ nhiên càng nhiều người thì lực lượng càng mạnh hơn. Nhờ vào những người tu hành thành tâm này mà thế giới đang bắt đầu trở nên hòa bình hơn. Đôi khi thiên tai của một quốc gia đột nhiên tan biến đi, mà lẽ ra nó phải xảy ra. Và đôi khi một quốc gia đột nhiên được cứu thoát, trong khi lẽ ra nó sẽ bị chìm xuống biển hay bị tiêu diệt. Nếu chúng ta có mắt trí huệ, chúng ta sẽ thấy được những điều này. Nếu không, chúng ta không thể biết được. Thế giới bao la, nghiệp của quý vị còn bao la hơn. Quý vị nghĩ công đức của tôi bao la. Đúng vậy. Nhưng thế giới cũng bao la, và nghiệp của quý vị còn bao la hơn. Không phải chỉ nghiệp của quý vị, mà nghiệp của loài người còn hơn là bao la nữa. Bởi vì đời đời kiếp kiếp, cha truyền con nối, huyết thống, DNA cứ tiếp tục luân chuyển bên trong thế hệ tiếp theo. Thành ra trong Kinh Thánh có nói, tội lỗi của cha sẽ được truyền cho con, sẽ được truyền cho con. Và Phật tử cũng nói như vậy, tội tổ tông truyền. Tưởng tượng xem, đời đời kiếp kiếp, cha truyền con nối, không phải một kiếp. Chính vì thế, tôi càng để dành thì càng tốt hơn. Tôi càng có thể cho. Và công đức tôi không thể lấy từ thiên đàng, không được. Tôi phải kiếm ngay ở đây. Nhiều kiếp ở đây kiếm công đức và cho cùng một lúc. Và trong kiếp này tôi cũng phải kiếm và cho cùng một lúc, nhưng cho quá nhiều, mà kiếm lại rất ít. Không có thời gian để kiếm, vì tôi cũng cần phải kiếm tiền nữa. Xin lỗi về việc đó ha. Để kiếm tiền, mình phải nghĩ làm gì? Thật ra, tôi không quan tâm đến tiền. Trong tâm tôi, không. Nhưng tôi biết tiền là công cụ tốt để giúp người khác. Còn tùy vào mục đích mình dùng, thì tiền sẽ hữu ích. Đối với người tị nạn, người nghèo, tai ương, cần viện trợ ngay lập tức. Đối với những người này, tiền của tôi hữu ích. Bằng không, với tôi không hữu ích gì nhiều. Thậm chí bây giờ nếu không có tiền, tôi có thể nghĩ ra cách để kiếm tiền. Tôi luôn luôn kiếm tiền kể từ lúc còn nhỏ, nên bây giờ tôi vẫn có thể kiếm được. Kiếm tiền chỉ cho bản thân mình thì quá dễ dàng. Thậm chí khi còn trẻ, tuy không kiếm được nhiều, nhưng tôi vẫn có đủ tiền để luôn tặng cho trẻ em Phi Châu, hay có gì đó nói trên truyền hình. Hãy giúp chúng tôi giúp những trẻ em này. Tôi không có nhiều tiền lắm, nhưng có thể cho. Không thể cho hàng ngàn, nhưng tôi có thể cho hàng trăm, như hàng trăm ở đây, hàng trăm ở đó, hàng trăm mỗi tháng. Nhưng ở nơi quá tuyệt vọng, thì 100 đồng có thể được dùng cho rất nhiều để nuôi một gia đình tối thiểu một tháng cho đến khi họ tìm được việc làm. Quý vị luôn có thể giúp trong mọi hoàn cảnh, bất cứ nơi nào mình có thể giúp, không cần phải nhiều lắm, tùy theo phương tiện của quý vị. Tùy theo hoàn cảnh của quý vị. Rồi Thượng Đế sẽ ban cho quý vị. Hồi còn trẻ, tôi không bao giờ nghĩ Thượng Đế sẽ ban lại cho tôi. Bây giờ tôi biết điều đó, nhưng trước đây tôi không biết. Tôi cũng chẳng hề để ý đến nó. Tôi tin tôi có đủ trí thông minh để tự chăm sóc bản thân. Tôi luôn tìm được việc để làm, hay đi làm việc hầu bàn. Khi còn là sinh viên, tôi đã từng làm hầu bàn, như tôi vừa phục vụ quý vị đó. Đó là công việc cũ của tôi, không có gì to tát. Quý vị phải làm nhiều việc để học và sống ở nước ngoài khi quý vị chưa học đủ ngoại ngữ. Giúp người khác quá nhiều, trong khi chúng ta thiền quá ít thì không tốt, bởi vì chúng ta sẽ không được thăng bằng. Chúng ta sẽ mất sự kiên nhẫn và tình thương. Nếu chúng ta không có tình thương, tất cả những việc làm đều vô ích. Không cần biết chúng ta làm gì, nó phải được thực hiện bằng tình thương. Chỉ có tình thương mới cảm động được Thượng Đế, Phật và lòng người. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể cảm hóa được người khác
qua việc làm của chúng ta và chuyển đạt tình thương của Thượng Đế đến với họ. Và rồi qua những đóng góp đầy tình thương của chúng ta, nhân loại sẽ nâng cao đẳng cấp của họ từng bước một. Làm việc kiếm tiền và gắng sức để thành công cũng tốt, miễn là chúng ta làm những điều này như là chơi thể thao. Thí dụ, nếu bước ra sân banh hay sân bóng rổ, chúng ta phải chơi hết sức mình, nhưng không có nghĩa rằng đây là điều duy nhất chúng ta cần làm trong thế giới này. Chỉ là nhân tiện mà thôi. Nếu không nhớ điều này, cho dù có ngồi thiền bao lâu, chúng ta cũng không có thể nghiệm. Những người có thể nghiệm cũng phải tự nhắc nhở mình, đừng quá hãnh diện hay giải đãi, bởi vì đường còn rất xa, luôn luôn có những trình độ cao hơn, không có kết thúc, không có nóc cho sự chứng ngộ. Không phải là quý vị lên đến đỉnh rồi chấm dứt, không phải như vậy. Luôn luôn sẽ có thêm niềm vui, thêm chân phúc chờ đợi chúng ta tại mỗi chặng đường, tại mỗi đẳng cấp của tâm thức. Nếu chúng ta thật sự không ràng buộc vào bất kỳ sở hữu, danh vọng, tên tuổi nào trong thế giới này, thì mọi thứ thật sự đến với chúng ta. Nhưng một khi chúng ta nô lệ cho bất cứ thứ gì trên thế giới này, chúng ta sẽ mãi mãi chạy theo chúng, rồi tinh thần kiệt sức, rồi đủ thứ vấn đề sẽ đến với chúng ta, mà không nhất thiết là chúng ta sẽ đạt được điều gì. Thật sự là vậy đó. Chừng nào mà quý vị còn nghĩ điều gì đó là đúng hay sai, là quý vị vẫn còn ngã chấp. Nếu quý vị không phân biệt đúng hay sai, thì quý vị làm rồi quên nó đi. Nếu người khác cho điều đó là sai, thì quý vị chỉ nói, à, vậy hả? Nếu có người nói quý vị đúng, thì quý vị cũng nói, thế à? Không có gì để hãnh diện, và cũng không có gì để ân hận cả. Tâm đơn thuần mới đắc đạo. Tính tình quá cứng rắn, quá mạnh không tốt. Không phải mỗi lần đều phải thắng mới tốt. Nên biết phải hợp lý, uyển chuyển, không phải lúc nào cũng hơn người khác hay giỏi hơn thầy là tốt. Giỏi hơn thầy là điều rất tốt, nhưng vẫn còn quá sớm. Hiện giờ quý vị chưa có một người nào giỏi hơn sư phụ. Sư phụ cho quý vị biết một cách thẳng thắn. Không phải sư phụ ngạo mạn, mà là để quý vị biết nên kiểm điểm lại. Trau dồi trí huệ bên trong mình nhiều hơn, luyện tập cá tính của mình nhiều hơn, biết khuyết điểm của mình ở đâu. Nhưng cứ trốn trong khuyết điểm đó cũng không tốt, phủ định quá, tự ti quá, bi quan quá cũng không tốt. Không phải nhận thức ra khuyết điểm của mình là đủ, mà phải sửa đổi, không làm nữa, làm những điều ngược lại để đền bù. Nhận biết khuyết điểm không phải để trách mình, sau đó vào trong hang động bế quan, mỗi ngày ở đó nhịn 9 năm sau thành một con rùa, ra ngoài làm người ta chán chết luôn. Mọi người cười. Không phải cứ trách mình, cứ nhịn, mà nên tìm cách bò lên, sửa đổi và hành động ngược lại. Như vậy mới là sám hối, không phải tự phạt quỳ là xong. Đó chỉ là một phần bên trong mà thôi. Cách sám hối tốt nhất là ngưng phẩm chất phủ định, hành động ngược lại, cống hiến một cách khẳng định, như vậy tốt hơn. Bí quyết thành Phật là ở chỗ đó, phải đơn thuần một chút. Bây giờ sư phụ tuy nói lại Phật gỗ vô dụng, nhưng 10 năm về trước sư phụ vẫn rất thành tâm lại Phật, bởi vì lại đủ rồi mới biết là vô dụng. Các vị thầy của sư phụ kêu sư phụ lại Phật, họ bảo sư phụ đi mua một tượng Phật, thích loại nào thì mua loại đó. Sư phụ cho rằng Phật Di Lặc độ lượng lớn hơn. Thật vậy. Sư phụ bây giờ cần tượng Phật đó. Phật Di Lặc rất vui vẻ. Sư phụ cần phẩm chất đó hơn, cho nên đã mua một tượng Phật Di Lặc. Hôm thỉnh tượng Phật về nhà, các vị thầy của sư phụ còn làm theo nghi thức đốt nhang lễ bái, sau đó bảo sư phụ nguyện. Sư phụ chỉ có một lời nguyện duy nhất. Nếu sau này sư phụ có thể giúp đỡ bất cứ người nào, sư phụ sẽ vui vẻ làm, nhưng xin đừng cho sư phụ biết một cách đích xác là đã giúp đỡ. Bây giờ quả thật là như vậy. Giúp đỡ ai sư phụ đều không biết. Thầy của sư phụ nói nếu nhang cuộn lên là chứng tỏ ước nguyện thành sự thật. Quả nhiên nó đã cuộn lên, cho nên sư phụ tin như vậy. Thầy của sư phụ còn nói về nhà phải niệm kinh. Sư phụ muốn niệm kinh dược sư Phật, ông không cho. Ông nói sư phụ chưa đến đẳng cấp đó.
niệm chú Đại Bi là được rồi. Sau đó rất lâu, ông mới cho sư phụ một cuốn kinh Pháp Hoa để niệm. Họ niệm kinh rất lớn tiếng và dặn sư phụ về nhà cũng phải niệm như vậy và mua một cái mõ về nhà mỗi ngày, mỗi gõ. Sư phụ rất sốt sắng. Sáng dậy rất sớm để niệm kinh. Sáng sớm niệm không ra tiếng, phải uống rất nhiều nước. Buổi tối niệm thêm một lần nữa. Thường người tại gia không nghiêm chỉnh như vậy, niệm một lần là đủ rồi. Nhưng lúc đó sư phụ rất thành tâm. Thầy bảo sư phụ làm gì là sư phụ làm ngay. Ngay cả đến mức độ đó. Không phải như bây giờ, sư phụ bảo quý vị làm gì cũng rất khó, bảo quý vị khiêng đá cũng rất khó, huống chi lại đá. Sư phụ mỗi ngày về nhà lại kinh niệm kinh, lại Phật và cũng có thể nghiệm. Rất thành tâm thì sẽ có thể nghiệm. Thể nghiệm rất nhiều, nói không hết. Sư phụ còn hỏi thầy tại sao niệm kinh phải lớn tiếng như vậy. Sư phụ hỏi lúc ở nhà cũng phải niệm lớn tiếng như vậy sao? Ông nói, niệm lớn tiếng tốt hơn, chúng sinh vô hình sẽ nhận được lợi ích. Nghe vậy sư phụ đã tin theo, niệm rất lớn tiếng. Niệm đến khản cả tiếng còn mở cửa sổ. Sư phụ sợ chúng sinh vô hình không vào được. Sư phụ và mọi người cười. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Lúc đó sư phụ đã 30 tuổi, không phải 3 tuổi. Vẫn còn ngây thơ như vậy. Thầy nói gì là làm cái đó. Có lẽ vì sư phụ ngu quá nên mới hiểu được một chút chân lý. Thông minh quá giống như quý vị, rất khó đắc đạo. Quý vị ý kiến nhiều quá, đầu óc thông minh quá, xảo quyệt quá, biết quá nhiều. Có một lần, nhằm vào mùa đông, bên ngoài tuyết rơi ngập đầu, trời rất lạnh. Sư phụ còn sợ chúng sinh vô hình không vào được, cho nên đã mở cửa sổ, ngay cả rèm cũng không dám bỏ xuống để bày tỏ sự hoan nghênh. Chúng sinh vô hình vốn không cần cửa sổ vẫn có thể vào được, nhưng sư phụ nghĩ, lỡ có một số không vào được thì sao? Hơn nữa, đóng cửa sổ buông rèm như không hoan nghênh người ta, sợ họ không dám vào. Sư phụ còn xin lỗi họ. Cửa lớn tôi không thể mở vì sợ làm ồn nhà bên cạnh. Sư phụ và mọi người cười. Trích lời của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng cho các đệ tử thường trú tại Đạo Tràng Tây Hồ Formosa vào ngày 3 tháng 12 năm 1995. Nguyên văn tiếng Trung Hoa.